Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28 tháng 4 năm 2024, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày lên đến 44 độ C. Mức nhiệt này chỉ kém 0,2 độ C so với mức nhiệt cao nhất lịch sử Việt Nam được ghi nhận tại Tương Dương, tỉnh Nghệ An vào tháng 5 năm 2023. Đây cũng là nhiệt độ cao nhất ngày tại Việt Nam được ghi nhận tính từ đầu năm 2024 đến nay. Nhiều khả năng, trong hai ngày tới, địa phương này có khả năng phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ tại Tương Dương. Trước đó, kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ngày tính từ đầu năm 2024 được ghi nhận tại Tương Dương là 43,2 độ C. Thông tin từ cơ quan khí tượng cho biết, trong ngày 28 tháng 4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gây gắt, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 38 đến 41 độ C, có nơi trên 41 độ C, như Yên Châu, Sơn La 41,8 độ C, Hương Khê, Hà Tĩnh 42,4 độ C, Đồng Hới, Quảng Bình 42 độ C, Đông Hà, Quảng Trị 43,2 độ C, Ba Tơ, Quảng Ngãi 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân cả nước nắng nóng trong thời gian qua là do nước ta đang chịu tác động của hiện tượng El Nino. Hiện tượng này làm cho nền nhiệt trung bình của cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Và đánh giá của chúng tôi thì kỳ nghỉ lễ năm nay là một kỳ lễ có cái thời tiết là tương đối đặc biệt. Cái thống kê của chúng tôi trong đoạn 10 năm qua thì chưa có một cái năm nào mà cả ba miền Bắc, Trung, Nam tức là miền Bắc, miền Trung và miền Nam là cùng xảy ra cái nắng nóng trong cái giai đoạn là 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nắng nóng là loại thiên tai nguy hiểm, có thể tạo ra cháy rừng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như gây mất nước, sốc nhiệt, đột quỵ. Người dân khi tham gia những hoạt động ngoài trời cần chú ý sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù để che chắn, kem chống nắng, mặc quần áo sáng màu. Nắng nóng có khả năng giảm dần từ khoảng ngày 1 đến 2 tháng 5 ở Bắc Bộ và Trung Bộ, từ ngày 4 đến 5 tháng 5 giảm dần ở Tây Nguyên và Nam Bộ.